và không bị trừ ngược vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nên lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông, trồn, sóc và các loại thú dần nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhòm tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh Xanh Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Rất đầy đủ hơn và không bị trừ ngược vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản